Rồi bây giờ mình bước vào bài. Trước hết là Nhân sẽ sắp cho tập sắp hình cho các bạn. Các bạn để ba chữ bi thẳng hàng, một bố góc 180 độ như thế này. Trong bi da người ta gọi là bi da ngay á. Rồi bây giờ các bạn kéo cái vàng ra một chữ bi hoặc là hai chữ bi thì nó sẽ cho mình ra hình này, hình cu lê. Tức là hình này mình không sơn mỏng được, không sơn mỏng được. Rồi làm lại nha, kéo ra một hình, hai hình và là hình cu lê. Rồi còn phương pháp đánh thì như thế nào? Đầu tiên các bạn lấy tâm của bi vàng nối đến tâm của bi đỏ, cho ra một đoạn thẳng và mình xác định điểm đầu tiên trên cái bi đỏ là điểm này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đánh làm sao cho cái điểm mình vừa mới tìm nè, ngón tay giữa của Nhân nè, sẽ rớt vô ngay giữa chữ bi trắng là chúng. Nếu mà nó xéo qua bên đây, không phải rớt cho vào giữa ngay bi trắng là hụt, nó xéo qua đây hụt, nó xéo qua bên đây cũng sẽ hụt, nó sẽ rớt vào ngay bi trắng là đúng. Đó là cái cách tìm điểm trúng khi mà mình cua lời. Rồi tiếp theo là mình sẽ đánh cơ vào tầng nào của trái bi chủ. Khi mà mình thực hiện quyết định của D thì mình phải đánh vào tầng từ tâm bi đổ lên. Thì trong bài của Lê này, Nhân chỉ các bạn ba cú từ tâm bi, bạn giờ lên một độ cơ là vào tầng cu ly chết bi, tức là cu lê mà trái bi chủ đi cực kỳ chậm. Mình sẽ nâng lên nửa đầu cơ nữa là cu lê bình thường, và phần cao nhất là phần ở tầng thứ ba là cu lê bén. Cu lê bén tức là mình cu lê làm sao để cho trái bi chủ đi nhanh và đi một đoạn đường rất là xa thì gọi là cu lê bén. Thì trong bài hôm nay Nhân sẽ chỉ các bạn ba cú đó luôn cho nó gọn. Tại bài cu lê này bài tương đối dễ, thành ra mình gom ba bài lại mình nói một luôn. Lý do tại sao là quýnh bén mà lý do tại sao là mình quýnh cu lê chết đạn. Rồi trước mắt là mình chỉ cho các bạn cách đánh trúng trước nha, phương pháp đánh trúng trước. Rồi sau khi mình tìm được cái điểm trên trái bi đỏ rồi, đầu cơ mình để vào tầng thứ ba. Cái kỹ thuật cu lê này nó chỉ có khác biệt là cái lực đánh của bạn đó. Thì trong cái cu lê này mình sẽ đánh cái tay đẩy nha, tay đẩy chứ không phải là cái tay dừng đột ngột, có nghĩa rằng không phải là tay gần. Mình đánh cái tay đẩy tức là mình đẩy cái cơ xuyên qua trái bi chủ luôn, đừng có đánh tới chắc, mình đừng có đánh kỹ thuật mà tới chứ trái bi chủ mới dừng lại. Kỹ thuật này làm cho trái bi chủ nó chạy không mượt mà nó dễ bị sốc đó. Mình phải đẩy cái cơ qua trái bi chủ một đoạn thì trái bi chủ mình nó mới êm được. Rồi tìm điểm đầu cơ để vào tầng thứ ba của trái bi chủ, để đến đầu cơ trên đầu á, hướng về điểm vừa mới tìm. 1 2 đẩy chậm và dừng lại rất là chậm. Rồi mình làm lại một lần nữa, lần này mình nói nhanh gọn lẹ cho các bạn. Từ ba điểm thắng hàng lấy ra một chữ bi, xác định điểm đánh, tức là nối tâm vàng với lại tâm đỏ ra điểm đánh này. Đầu cơ để vào tầng thứ ba, hướng đầu cơ về ngay cái điểm vừa mới tìm, đẩy ra một đoạn cơ cỡ gang tay và xuyên bi dừng chậm. Rồi hai cái các bạn chắc đã hiểu rồi đúng không? Bài cu lê này bạn cũng tương đối thôi. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn khi nào các bạn đánh không trúng. Thì cái bài này nó sẽ có hai cái đơn giản nhất để cho các bạn đánh không trúng, tức là bạn đánh không có đúng vào cái điểm mới tìm. Không đúng vào điểm mới tìm. Mình đánh có thể là lệch vào phía bên phải chút xíu hoặc là lệch vào phía bên trái chút xíu thì sẽ hụt. Ví dụ như mình đánh nguyên con sẽ hụt nè. Mình không lệch được hết, mình xác định cái điểm bị sai. Mình đánh vào nguyên một trái bi cũng sẽ hụt. Hay là mình đánh mỏng quá cái điểm như thế này, cái điểm nằm ở đây mà cái điểm cơ nằm vậy mà mình đánh, khi mình đánh lệch qua phía bên này nhiều quá cũng sẽ hụt.
đúng không? Đó là gọi là xác định điểm đánh không trúng. Thì các bạn mới tập đánh, ráng làm sao tìm được điểm này. Điểm này là quan trọng nhất, và ráng làm sao đánh được cái điểm này nè vào giữa chiếc bi trắng. Rồi, cái hộp thứ hai đây rất là quan trọng, đó là cái bài của Lê này là bài đánh tay đẩy. Các bạn đánh tay gần thì sẽ bị hụt, và mình đánh chiếc bi không xuyên qua được chiếc bi chủ, đánh sốc nó sẽ bị sốc. Thí dụ như mình đánh, mình canh hết rồi đúng không, mình đánh chiếc bi cái cơ mình dừng lại đột ngột thử coi sao. Đó các bạn thấy không, chiếc bi mình nó khuynh hướng, nó bật lật về phía bên phải. Mình dừng là đột ngột, tức là mình không thực hiện một cú tay đẩy. Bài này là bài cu lê, là cái tay rất là mềm, đẩy chậm rãi thôi nè. Các bạn kéo về, bạn đẩy chậm rãi ra, ra dừng lại chậm thôi. À, mình làm lại các bạn thấy nha, đẩy chậm ra. Đó. Chậm và dừng lại chậm. Đó là hai cái lỗi khi mà mình đánh cu lê sẽ bị hụt. Rồi, hai cái lỗi này cũng dễ khắc phục thôi. Đáng tập tay đẩy. Đẩy mềm vô, đẩy êm vô. Và một cái nữa mình muốn nói các bạn là cái lực đánh này là lực đánh vừa phải thôi nha, không phải quá mạnh. Bạn đánh vừa phải thì chiếc bi sẽ chạy từ điểm bi chủ, nó không bị tách ra, nó không, sau khi mà nó va vô chiếc bi cây ve nó không bị tách ra bên này, nó ôm chiếc bi luôn. Còn nếu mình đánh mạnh quá nó sẽ va vào trái bi cây ve, sẽ nó nhào về một đoạn rồi nó chạy tới như vậy. Mình đánh mạnh quá thì nó cũng sẽ hụt. Mình đánh mạnh thì mình phải biết trừ hao nha. Mình đánh dày hơn chút xíu vô. À, thí dụ như mình canh, nếu mình canh đúng nè. Mình canh đúng bình thường nè, phải không? Điểm này, đầu cơ hướng vào đó mà mình lên lực nè. Mình lên lực tức là mình sao? Tức là mình đẩy đoạn cơ dài quá thì nó sẽ mạnh. Rồi mình làm lại các bạn coi nha. 1, 2. Đó, mà đánh mạnh thì nó sẽ hụt. Cú lê là đánh êm vừa phải, được mềm dịu thôi. Đẩy ra chậm và dừng lại chậm. Rồi bây giờ mình nói cho các bạn về cái phần, về cái bài, về cú đẩy. Tại sao là mình phải đánh vào tầng thứ 3, và tại sao mình đánh vào tầng thứ 1 của trái bi chủ. Tức là tại sao mình đánh cu lê bén và tại sao mình đánh cu lê không bén. Cái lời cu lê bén á, là khi mà mình muốn cho bi mục tiêu mình nè, cái bi cu lê mình nè, sau khi trúng xong phải đi một đoạn đường xa, như cỡ này, rất là xa, cỡ 2-3 găng tay. Cái đi một đoạn đường đó thì mình để cơ cao, để vào tầng thứ 3, mình cu lê tay mềm, 1, 2. Đó, tức là mình muốn cho bi chủ mình đi một đoạn đường xa và nhanh thì mình đánh cu lê bén. Mình mới đi xa chỗ này nè, mình muốn cái bi chủ mình đi xa vậy thì mình đánh cu lê bén nha bạn. 1, 2. Còn thì khi nào mình đánh, khi nào thì mình đánh cu lê chết đạn. Mình đánh cu lê chết đạn là khi mà mình cần bi chủ mình đi một đoạn rất là ngắn. Cái ngày cái bi này đi, mình muốn điều cái bi đỏ về gom, đúng không? Cái bi mục tiêu nó nằm quá gần thằng bi cây ve đi, thì lúc này mình mới để đầu cơ từ tâm bi nhích lên một đầu cơ thôi. Mình điều lực một gang tay làng đỏ về, 1, 2. Đó, cái bi đi không đi cỡ một gang tay, cái bi giờ nó, cái bi mục tiêu nó gần nó thì mình đánh cái bi chết bi. Rồi mình làm lại nha, mình đánh chết bi thì mình đẩy đầu cơ trên một tâm bi, trên tâm bi cỡ một cái bi thôi, đẩy cỡ gang tay nhẹ nhàng thôi nè, 1, 2. Rồi, còn khi mà mình để cơ vào người từng, không phải là chết đạn mà cũng không phải là bén, thì mấy cái bi nó nằm cỡ đâu đây, khoảng cách cỡ gian mấy gì thôi. Thì mình từ tâm bi mình nâng lên một đầu cơ, mình nâng lên nửa đầu cơ nữa, vô tầng thứ 2
dàn cu lê nhẹ nhàng. Rồi, đó là tất cả những bài cu lê. Thì mình xếp cái hình mẫu để cho các bạn đánh tập cái bài cu lê đường dài rồi tới đường ngắn. Là mấy cái đường này bạn để đầu cơ cao lên nè, tầng 3 nè, đẩy tay mềm ra vậy đó, đẩy rất là mềm một đường. Rồi khi mà bi mục tiêu gần lại chứ bi cây dè rất gần đúng không, thì rất gần mình muốn gom ở đâu đây, mình muốn gom đâu đây thì sao, thì đầu cơ mình để cỡ từng một thôi, từng một thôi, một hai. Có những cái bi mà bạn cần phải tập. Rồi bây giờ tập tới bi xa. Bi xa nãy giờ quýnh mấy trái rồi đúng không? Cái bài cu lê thì rất là đơn giản là vậy á. Các bạn cứ tập kỹ vô sẽ đánh được. Rồi bi này thì xa. Xa thì mình lựa phương án tầng tầng giữa đi. Không cần phải tầng 3 đâu. Tầng thứ 2 á. 1, 2. Khi mà mình tập đánh cu lê rồi á thì trong video clip á nó sẽ có những cú đánh cu lê rất là hay, cu lê răng bậc C để mà mình gom điểm, chẳng hạn như là mấy cái đạn này nè. Mấy cái đạn này bạn đánh dùng cái chiêu đó để mình đánh gom rồi này cũng hay lắm nè. À cu lê rớt cho băng ngắn. Vô băng già nó chảy ngược lại. Cái này mình tập thêm vô nha. Để phơi nhiều vô. Bi này là bi nâng cao rồi. 1 2 đó. Tập thêm mấy bài để vô nha các bạn. Rồi. Trên cái bài cu lê nó có những cái thế bi rất là hấp dẫn để cho mình tập. Cũng vui mắt lắm đó. Mấy hình này nè, các bạn tập cu lê nè. Hai giờ bún như gà, hai giờ bún như gà đúng không? Nằm lệch lệch qua đây thì sao? Thì mình cu lê. Tập mà. Mình tập cu lê mấy cái hình nạn vậy. Cho tay mình nó mấy hình đàn này bạn muốn gom nào cũng như này nè, mình cũng dùng chiêu cu lê luôn nè, đẩy cơ vào tầng thứ 3, cơ cao, đẩy cỡ một gang tay thôi, chứ mình sẽ chạy về nha. 1, 2. Rồi, ok. Hôm nay mình chỉ cho các bạn bài cu lê như thế này. Nếu các bạn thấy thích thì ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào phần kế tiếp.